một cò nhíp nữa. Cái đít này nặng mấy tấn à? 3,5 tấn. Rớt xuống đất thôi, cái nền đất thôi mà đúng á. Rớt cái đầu xuống thì lên nổi á, mà rớt cái đít này nặng quá. Mình đâu có nghĩ là nó lún vậy nữa. Nặng quá, đất này đất sình nữa nè. Ha. Sình. Đất sét không ở dưới này. Má càng ve nó càng dính mới ghê chứ. Ra kiểu thằng kia kìa. Cây này lên không nổi luôn hả? Không cho nên không có cái này để kia chụp bình điều xe cuốn chiến á. Vậy? Có cái năng không? Không. Không, không có cây được không? Cái đầu chua được không? Được, ngắn ngủ mà. Ngắn hơn xe tải. Đĩa là ăn này. Còn mấy cưa thì không có nước. Ở trong này làm ăn cái gì đây? Làm ăn cái gì mình như vậy? Mình múc rồi. Gì đây? Tây Nạc nghề nghiệp là quay trực tiếp. Quay nha. Rồi không có, phải đây đi bỏ nhân công nhân đi đẩy bắt được đường này. Bỏ trăm ngàn ở đây đẩy bắt được quyên bắt được bắt. Tây Nạc may đi thì người ta lái xe nó không biết. Dây lại thì ơi. Hãy nhích lên miếng hay kéo xích rồi. Hãy subscribe.
dài quá. Rồi, rồi, đi, đi.